4 này. 18, 12, 16, 20 là 40 à? 4, 4, 7, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 5 hàng. Hình như cái mức này 60 cái chứ phải, 60. 5, bây giờ 3 5. Hàng chứ. 4 hàng à? Dưới là 5 hàng, trên là 3. 3 hàng. 4, 2, 3, 5, 3, 15, 2, 3, 15, 5, 15, 15, 20, 5, 3, 15. 15, 15 là 30 cái. Gọi là anh Thiên, gọi tết đâu, gọi là một túi. Đây là một túi rồi. 6, 3, 18. 6, 4, 24, cho xong xanh ra. Một túi. Thế đây là 240 luôn. Bánh trưng đây. Bánh trưng loại nhỏ, ăn luôn, không phải chia ra. Mới nấu thống người một cái ăn luôn. 180 luôn, còn nếu mà 180. Đây là 240 cái. Vừa, vừa luôn rồi, cầm giúp cho em ăn luôn cái. 2 túi rồi anh. 4 túi là 240 cái vừa rồi. À 180 hộ á? 180 hộ. Còn nếu mà để người dân thì phải mấy trăm dân thì mỗi nhà 4 5 hộ mà. Chị Hà 194 chứ này. Chị Hà vừa bảo 194. Chưa chưa bây giờ đi chia sẻ không? Còn em còn tính cái yên bài. Đây cũng là đại diện, nếu mà không thì đông thì một mỗi nhà một cái hoặc hai cái cũng được. Yeah. Chị chia ra thôi, chưa em còn nhiều điểm. Một cái thôi. Còn điểm trên kiểu dung tiên bái nó đang bị như đói 3-4 ngày nay cơ. Trên đấy nó cần khó khăn hơn trên này. Họ đang đói 3 ngày nay thì em phải bê lên. Đây đang cho em không ăn bánh trưng. Kéo em thằng đại lên hộ anh cái đây. Không là bỏ riêng. Ui dồi ôi. Còn kéo dọa dài mảnh ra để xếp mấy thùng đấy. 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 Thằng tài mấy báo đấy. Con tài mà làm thế. Chờ cái nào. Đây đây đem gọn gọn đống này. Quánh lưới đi. Cái gì? Rồi. Rồi. Ăn nghỉ đấy.
Cảm ơn chúc tất cả mọi người em phải rồi. Đi gấp lên chỗ của cốc bên lái nhà phải hai xã ấy đang ba bốn ngày nay không gì đấy được thấy được kiểu nên tiền bây giờ chỉ còn đang cô làm hết rồi có đèn pin hết rồi có đèn pin là được bộ còn chưa để em lên em tìm ăn xem còn có mấy có quà lúc nãy em ở xe kia cơ mà có quà anh có gói quà có sửa không anh hả có gói quà có gói quà hộp trong vẫn còn ừ mang hết quà không đây tưởng hết rồi còn quà có sữa mà quà có sữa thì lấy quà đi em tưởng là trung điểm anh ơi tôi bây giờ các anh có cho bọn em xin thôi không phải bọn em thì là anh cho rau về bọn em nấu mì tôm là nha rau thì nó gặp nó có là nó chả có cái gì rồi sẽ ăn thì không được có nhỉ trên kia vừa phát rồi tưởng là cùng trung điểm luôn đâu không chỗ này là em mới xúc rồi chỗ này là tiền lương là sẽ quay nhất ở đây không có đường ra rồi cháu check trên map từ nghiên cứu từ trước rồi nên mới đứng ở đây tối đến mọi người đi lấy đâu về nhận cái tiền lương là bị ba mặt sông ở trên kia thì đường của nó vẫn đi được đây không đi được bọn em không đi được đường mà từ này nãy dè thì tôi chẳng có thuyền to lấy cái đèn pin trên xe cái xuống anh nhé đèn pin à vâng lấy nốt rồi cho nhanh công công đi chưa? Đi lên công. Anh công lên coi phụ anh đi. Kiểu. Tôi đủ thừa đèn pin cho mọi người không phải chạy nha. Anh lại cho anh bảo kia, anh bảo cô là không có một cái gì luôn. Em hiểu, em trưởng đoàn em nghiên cứu kỹ rồi. Anh bảo em còn đang lo không biết phát cho đèn pin kiểu gì ai giờ. Còn đội dưới kia là đội của tiết này. Anh còn bảo là có ăn thì không đủ anh em. Bây giờ anh bảo mình ăn miếng rau tôm cơm trắng thì có thể nhớ được nhưng mà không được anh rất là khổ đấy. Đèn pin còn nhiều trên này cơ. Bọn em ở trên này mất điện chắc phải chừng nửa tháng. Bọn em chưa, bọn em chưa. Mở được rồi là còn nóng vào. Để thế thôi lên trèo lên đưa ra đây là được có gì đâu. Đèn pin này. Đèn pin có rồi đi đi. Có lấy thêm không? Lấy thêm không? Đèn pin đủ. Anh hỏi từ đây. Hỏi trưởng đoàn đấy. Anh Tùng ơi, lấy gì anh? Còn 15 thùng. Đây pin bao nhiêu anh? Cả đèn và pin nhá. Lấy có bao nhiêu cái? Lấy có bao nhiêu cái? Hay là lấy cái vừa? Cứ mang ra đây, cứ mang ra. Pin ở đâu anh nhỉ? Tìm pin. Thuốc. Anh bóc bóc ra để anh ở trong. Đây là thùng quà. Cho pin trong này. Em bóc thử cái ra xem trong cái pin nó kiểu gì. Có pin rồi. Cái gì? Tại vì mọi người cứ kiểu ấy thế nào ấy. Cứ là... Vâng.
pin trong này rồi anh ạ. Cái pin này, pin đấy mà. Đưa xem nào, đưa xem nào. Anh ở cho em mấy cái đèn nữa chưa cho mọi người ra sau. Đây, đây, chờ em tí. Em lấy chưa? Em lấy mì tôm chưa? Còn ai chưa lấy không? Bên ngoài không đưa cho họ ít. Bên ngoài không tìm thấy ạ. Cho em, cho em 4 thùng nữa đi anh ơi. Tìm anh hết ơi. Rồi. Chưa. 4 người nữa, 4 người. Cho em 4 thùng nữa. Cho 4 thùng mì tôm. Anh ơi có thùng sữa nào cho em, thùng em mì. Thùng sữa hết rồi chị. Em vừa nãy chưa được quà này. Còn còn quà không? Đưa chị một cái quà này. Ôi thôi, nốt cái này là thôi nhanh nhá. Còn đây. Quà không? Quà còn đấy. Thôi thôi nhanh nhá. Đưa chị hai túi quà nữa. Quà ngay chân luôn. Đây, đây, chị ơi, đây, 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 quà đây. Đây, chị lấy quà đi. Trong này có 7 cái sữa. Em lấy một thôi. Được không? Được rồi, được rồi. Trong này được rồi. Được rồi, được rồi. Có pin đâu. Chị mới xong quà với lại mì tôm. 3 nhà, 3 nhà, trong phòng. Rồi. Nước có bọt. Mình không nhớ gọn chui trên này. Có lấy bình pin không cho em cho mấy cái này. Bình dài cái em điện đổ. Điện nó mất lâu rồi. Điện tích điện và điện này dùng pin nó không phải ở trong nữa. Anh ơi với mày một cái pin này. Đấy. Với đèn pin, với đèn pin. Đấy cần lấy bao nhiêu cứ cầm em trả món giao dưới kia cho. Tay vào đưa người ta mà lấy. Xin cái đèn gì á, giờ có điện đâu. Điện thoại còn tịt đi. Xin cái đèn đi về thắp đuốc đâu xin cái đèn. Đó đấy. Cái đèn đèn. Hai em xem về đi. Hả? Cảm ơn nhá. Vâng ạ. Dân nó hợp lý hơn. Đấy, còn được đến tay ý. Em còn người chỉ sợ các ông chỉ quay phim chụp ảnh thôi, không dân nữa. Em ba ngày không lập ra đến kia mà còn chẳng hộ bảo họ không cho được chưa. Để xem bác trưởng đoàn thế nào. Tân Đồng thì bây giờ vẫn vào được. Ờ anh ơi bây giờ hàng chú chở của mình đây là em muốn xuống đây anh chỉ ra cái không bây giờ anh này bây giờ là cái điểm mà nhận hàng chú chở lại ở bên kia cầu. Bên kia cầu là sẽ có nhận về chỗ trường học ở bên xã Y Can. Đây là đang là cái chỗ điểm tập kết sáng nay để nhận, để giải phóng được tất cả ở bên kia là sẽ có ở bên kia. Bây giờ cả lăng tay một dây quay đầu. Thank you.
Không để bơi, nếu mà lên sâu thì bơi áo phao đâu. Để dùng tạm. Không có áo phao ở ra đem phát áo phao này. Áo phao thì rất là nhiều luôn, bây giờ là chuyển áo phao cho mọi người ra đây lấy hàng này. Nhưng mà chỉ cần một hai cái áo phao thì thôi em có ra đây thì bây giờ lấy áo phao nhá. Bây giờ thuyền nó không có thuyền thì nó ra để mà lấy cái gì mà thuyền. Em ơi em vào đây xem nào. Anh lấy tên tuổi với địa chỉ của em. Thank you.
cả đấy. Trượt cái này ra. Xin cái nhỉ? Đây, trượt cái này ra. Nhưng mà lấy cái nhỉ? Trượt ra bỏ pin vào trong này. Bỏ pin vào hay là đấy? Đây, bỏ pin vào này. Cái đi thì mình điện chứ. Thôi, không phải tính toán gì nữa. Cầm một cái thì các bác luôn. Ok, các bác để bắt được. Ai cần thì cứ lấy ạ. Tuy đang khá là